Công đoàn phẫn nộ vì đảng Dân Chủ phản bội sa thải hàng loạt sau khi Kamala Harris để thua Tổng thống Trump. Fannie Willis bỏ trốn khiến tòa phúc thẩm Georgia đột ngột hủy bỏ các phiên tranh luận bằng miệng trong vụ kiện recall của Fannie Willis chống lại Tổng thống Trump. Chính quyền Tổng thống Trump 2.0 sẽ giải quyết được bài toán khó ở Trung Đông. Thị trưởng đảng Dân Chủ không được chào đón tại đám tang của cảnh sát bị giết Đội ngũ 3 biên tập BTV Epoch Times mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, công đoàn đại diện cho các nhân viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ (GNC) rất khó chịu về việc cắt giảm nhân sự thường xảy ra khi thua cuộc bầu cử. Việc sa thải công nhân công đoàn là ví dụ mới nhất cho thấy đảng Dân Chủ tấn công giai cấp công nhân trong khi bảo vệ giai cấp tài trợ. Ban lãnh đạo ủy ban đang cố gắng giữ thể diện với các nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ sau khi tuyên bố Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Thất bại trong cuộc bầu cử khiến chiến dịch tranh cử của Kamala Harris phải gánh khoản nợ 20 triệu đô la. Ban lãnh đạo TNC được cho là lo lắng và sốt ruột khi phải thừa hưởng dự luật này. Theo công đoàn nhân viên TNC, sau sự việc này, TNC chỉ thông báo cho nhân viên tạm thời và một số nhân viên chính thức trước một ngày mà không có chế độ thôi việc. Công đoàn nhân viên TNC đăng trên X lưu ý về khoản gây quỹ khổng lồ 1 tỷ đô la của Harris. Lãnh đạo TNC từ chối tiết lộ với công đoàn nhân viên TNC toàn bộ mức độ sa thải này và liệu có kế hoạch cắt giảm thêm hay không. Nếu họ muốn trở thành đảng của người lao động, họ nên tôn trọng người lao động của mình hơn có sự không chân thực trong cách họ nói về người lao động và rõ ràng là cử tri cũng cảm thấy như vậy. Fanny Willis bỏ trốn khiến tòa phúc thẩm Georgia đột ngột hủy bỏ các phiên tranh luận bằng miệng trong vụ kiện Rico của Fanny Willis chống lại Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, lại thêm một tay thẩm phán cánh tả bỏ truy tố Tổng thống Trump, hòng tìm kiếm lệnh truy nã. Cụ thể, vào tháng 8 năm 2023, luật sư quận Fulton Fani Willis đã truy tố Tổng thống Trump và 18 bị cáo đồng phạm vì dám thách thức cuộc bầu cử năm 2020. Vào tháng 3, thẩm phán Scott McCarthy của Georgia đã phán quyết rằng Fanny Willis gian dối và không trung thực sẽ được phép tiếp tục tham gia vụ án Trump. Vào tháng 9, thẩm phán tòa án cấp cao quận Fulton Scott McCarthy đã hủy bỏ hai cáo buộc hình sự đối với Tổng thống Trump trong vụ kiện recall của Fanny Willis. Thẩm phán McCarthy cho biết hai tội danh liên quan đến âm mưu và nộp tài liệu giả nằm ngoài thẩm quyền của Fannie Willis vì bà là biện lý quận địa phương chứ không phải là công tố viên liên bang. Tổng cộng 5 trong số 13 cáo buộc của bản cáo trạng ban đầu hiện đã bị hủy bỏ đối với Tổng thống Trump. Thẩm phán McCarthy đã hủy bỏ 3 cáo buộc vào đầu năm nay. Vào tháng 3 năm 2024, thẩm phán Scott McCarthy đã hủy bỏ 6 tội danh trong bản cáo trạng, bao gồm 3 tội danh liên quan trực tiếp đến Donald Trump. Lệnh của thẩm phán McCarthy nêu rõ rằng các cáo buộc bị bác bỏ có liên quan đến cáo buộc xúi dục các quan chức được bầu vi phạm lợi tuyên thệ nhậm chức. Điều này bao gồm hai cáo buộc liên quan đến cuộc điện thoại gây tranh cãi vào ngày 2 tháng 1 năm 2021. Trong đó, Tổng thống Trump đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Georgia Brad Raffensperger. Vào tháng 10, Fannie Willis đã yêu cầu tòa phúc thẩm khôi phục 6 cáo buộc, bao gồm 3 ba cáo buộc chống lại Trump. Các vụ kiện tụng của Biden chống lại Trump đang sụp đổ kể từ khi Trump thắng cử. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã tạm dừng hai vụ án liên bang chống lại Trump sau khi ông thắng cử. Phiên điều trần của Tổng thống Trump nhằm loại Fannie Willis đã được ấn định vào ngày 5 tháng 12 năm 2024 sắp tới đây, nhưng tòa phúc thẩm Georgia đã đột ngột hủy bỏ phiên tranh luận bằng miệng. Không rõ lý do tại sao tòa phúc thẩm lại hủy bỏ phần tranh luận bằng miệng. Tuy nhiên, Fannie Willis đã không còn ở trong văn phòng của bà ta nữa. Theo nhiều lời đồn đoán rằng, có thể bà ta đã bỏ trốn ra nước ngoài hòng tránh việc bị tổng thống trump truy tố bởi sự thật những vụ kiện tổng thống trump đều do chính bà ta dựng nên bao gồm cả sử dụng hồ sơ giả bằng chứng giả và các chi phí phục vụ cho vụ án này lên tới hàng chục triệu đô la đáng chú ý những khoản chi tiêu không hợp lý của bà ta và các chuyến đi nghỉ mát du lịch với tình nhân tay tình nhân của bà ta cũng được trả lương rất khủng theo đội ngũ pháp lý của tổng thống trump lập luận đây là một vụ tham nhũng rõ ràng hơn bao giờ hết khi sử dụng tiền thuế của người dân để chi tiêu cho mục đích cá nhân và làm giàu cho bản thân mình. Chính quyền Tổng thống Trump 2.0 sẽ giải quyết được bài toán khó ở Trung Đông. Kính thưa quý vị, sự trở lại ngoạn mục của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm nay đang làm dấy lên những tia hy vọng rằng chính quyền Mỹ tiếp theo sẽ giải quyết được tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Ngay sau khi nước Mỹ gọi tên người chiến thắng sau ngày bỏ phiếu 5 tháng 11, nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới liên tục được gửi tới tổng thống đắc cử Donald Trump các nhà lãnh đạo trung đông như thủ tướng israel tổng thống palestine quốc vương qatar tổng thống ai cập cũng không bỏ qua cơ hội này để khẳng định sự ủng hộ với chính quyền mới trước thêm một cuộc chuyển giao quyền lực lớn lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột gaza nổ ra morocco cũng đã tái khẳng định mối quan hệ với israel dù đó là những thủ tục chính trị hay sự hài lòng thực sự với kết quả bầu cử hoa kỳ các nhà lãnh đạo Trung Đông đều lo ngại về phong cách lãnh đạo ngẫu hứng và khó đoán của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ tới có thể tác động nhiều đến các chính sách đối ngoại của Tòa Bạch Ốc. Nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên đã cho thấy Tổng thống Trump là không ngại hành động. Điều này được thể hiện qua việc mở rộng Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ giữa ba nước Israel, UAE, Bahrain và quyết định tra lệnh ám sát tướng Iran Qasem Soleimani cùng trong năm 2020. Tổng thống Trump cam kết sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế trong cung cấp khí tài quân sự cho Israel ngay sau khi nhậm chức và nhiều lần thúc giục tổng thống Netanyahu nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Gaza trong suốt chiến dịch tranh cử. Ưu tiên của cộng đồng chúng tôi tại thời điểm này là đạt được lệnh ngừng bắn và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Thế nhưng, trong suốt thời gian tại vị vừa qua, bà Kamala Harris đã không thể làm được điều đó. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, tổng thống Trump đã chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel. Tổng thống đắc cử cũng ký một sắc lệnh hành pháp năm 2019 về chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, mở rộng các biện pháp bảo vệ theo đạo luật 6 đối với các hành vi bài Do Thái theo định nghĩa của Liên minh tưởng niệm Holocaust quốc tế. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, tổng thống Trump cam kết xóa bỏ quyền công nhận các trường đại học không giải quyết được vấn đề bài Do Thái và tuyên bố sẽ trục xuất những người không phải công dân tham gia các cuộc biểu tình xung đột Hamas bất hợp pháp tổng thống đắc cử cũng nhắc đến khả năng cắt giảm tài trợ cho cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở cận đông tại Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh, một số nhân viên của cơ quan này bị Israel cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Về phía Iran, tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, bất chấp thù địch lẫn nhau, Washington và Tehran vẫn có thể đạt được thỏa thuận ngoại giao trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump. Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ báo này không loại trừ khả năng tổng thống Trump sẽ tăng cường đáng kể áp lực trừng phạt đối với Iran, hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Mỹ cũng có thể tranh thủ xu hướng hợp tác đang lên, điển hình là việc UAE và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao để khuyến khích thêm nhiều quốc gia Ả Rập hòa giải với Israel. Thực tế là sau thỏa thuận lịch sử mà UAE và Israel đạt được và với những động thái thúc đẩy tích cực của Mỹ, Bahrain là quốc gia tiếp theo đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Với tư cách là nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc trên thế giới, Tổng thống Trump đang đứng trước cơ hội lớn để chứng minh rằng sự lựa chọn của các cử tri Mỹ sẽ mang lại cho cả Trung Đông và Washington. Vẫn tồn tại nhiều khúc mắc mà người Mỹ vẫn chưa hẳn đã đồng tình với Tổng thống Trump. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều người Mỹ, đặc biệt là người Mỹ gốc Do Thái, phải nhận ra rằng hòa bình thông qua sức mạnh là cách tốt nhất để tiến về phía trước. Nếu đi theo hướng này, chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump rất có thể sẽ phát huy hiệu quả trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Thị trưởng Đảng dân chủ không được chào đón tại đám tang của cảnh sát bị giết. Kính thưa quý vị, một lễ tang đã được tổ chức vào thứ hai cho cảnh sát Chicago, Enrique Martinez, người đã hy sinh cách đây 2 tuần khi đang làm nhiệm vụ và thị trưởng thành phố đã không được tham dự theo yêu cầu của gia đình viên cảnh sát. Darian C. McMillan, 23 tuổi, bị buộc tội nhiều trọng tội bao gồm một tội giết người cấp độ 1 vì đã giết một cảnh sát 26 tuổi vào ngày 4 tháng 11. Hàng trăm người đưa tang, bao gồm cảnh sát, người dân và viên chức nhà nước, đã tập trung dự tang lễ. Nhưng thị trưởng Chicago, Brandon Johnson, thì bị cấm có mặt trong buổi đám tang, bởi vì chính ông ta là kẻ gián tiếp gây ra cái chết đau thương này. Đại diện của gia đình Martinez đã tổ chức một cuộc họp báo vào trước khi đám tang. Họ cho biết cả Brandon Johnson và thống đốc đảng dân chủ jeb brisker sẽ không được chào đón tại đám tang cảnh sát martinez và tất cả cảnh sát của chúng tôi chạy về phía nguy hiểm này để bảo vệ mọi người trong thành phố thế nhưng những thống đốc thị trưởng của đảng dân chủ lại phớt lờ sự nguy hiểm mà mở toàn cánh cửa chào đón chúng vào tiểu bang của mình họ không ý thức được nguy hiểm tiềm tàng tất cả những kẻ đó chỉ chăm chăm chống lại các chương trình nghị sự của tổng thống trump mà không chịu hợp tác cùng ông ấy để bảo vệ người dân đáng lẽ những tay thị trưởng thống đốc này phải chịu tội trước pháp luật tất cả chúng ta cần phải phẫn nộ với những kẻ phạm tội bạo lực đang tạo ra những chu kỳ chấn thương vô tận trong cộng đồng của chúng ta